Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Bây giờ là gần gần 6 giờ sáng. Mời anh em ăn sáng nhá. Đây, cơm công trường này, thịt này, trứng này, cơm này. Mời anh em ăn sáng nhá. Vừa ăn vừa ngắm bình minh thôi. Thịt ngon quá, đề khẩu người thấy tiêu toang, mọi người thấy tiêu toang, hạt tiêu trong này to cực. Để quay cho mọi người xem. Đấy. Trụ điện gió ngoài biển. Đấy, trụ điện gió ngoài biển nhá. Ăn nhanh tí mình còn đi làm sớm, không sướng như mọi người nghĩ đâu, kể cả là manager hay là công nhân thì cũng vẫn phải đi làm sớm cả, ra ngoài công trường mà. Nên mọi người nhỉ, mời mọi người nhé, miếng thịt ngon cực, kể cả manager supervisor nhỉ. Đều phải ra là công trường hết. Ngon. Cho mọi người thấy nhá. Đây, trụ điện gió này. Đấy, nhìn trụ điện gió ngoài biển chưa. Đấy. Mọi người cứ nghĩ là kỹ sư điện ra ngoài công trường thì tay năm ngoắn, nhưng không phải rồi đấy đâu mọi người. Nhiều khi là công nhân họ không biết làm, là kỹ sư điện phải làm ấy, không phải kỳ suốt ngày chỉ tay năm ngoắn đâu. Cơm ngon, cơm ngon, cảnh đẹp. Bình thường giờ này ở trong đất liền thì mình vẫn đang ngủ, 8-9 giờ mới dậy. Thì ra công trường thì 4-5 giờ dậy là chuyện bình thường. Bình thường ở đây buổi sáng có mì tôm, trứng, rồi cơm, hoặc là những thức ăn mà buổi tối ăn còn thừa thì mọi người sẽ tận dụng lại để ăn. Ví dụ như suất cơm này, là suất cơm này là mình tối qua ăn thịt này còn thừa nè, tận dụng luôn, chả vấn đề gì, rất là ngon. Cho anh em qua lại ăn. Ra ngoài biển này thì thường là tất cả những thứ mình dùng đều phải tiết kiệm, từ xà bông, xà phòng, dầu gội đầu. Bởi ra ngoài biển này không phải tất cả những cái gì nó cũng lúc nào nó cũng có sẵn rồi cho chúng ta dùng đâu. Nếu chúng ta không tiết kiệm, có lúc chúng ta không có mà dùng.
anh em ăn trứng nhá, trứng này. Bình minh nhanh đẹp quá nè. Đấy, mọi người thấy bình minh đẹp nè. Bình minh đẹp không? Đấy. Vâng, hôm nay em đi sớm anh ạ. Mọi người thấy không? Mặt trời lên đấy, chiếu. Mình đi điện gió ngoài biển này đen nè. Bình thường ở nhà trắng rồi đi công trình đen nè. Cơm ngon quá. Hết rồi nè mọi người. Bát cơm hết rồi. Thế thôi, buổi sáng đơn giản vậy. Tí nữa vào làm lon nước nữa là xong. Uống thì uống, không uống thì thôi. Rồi bình thường sáng mình sẽ có lon nước ngọt. Ui. Mình thấy cuộc sống ở đây rất là trong lành. Cuộc sống ngoài biển này thì có nhiều cái thiếu thốn, nó không được như ở ngoài đất liền, nhưng mà cũng rất nhiều những điều thú vị cho mọi người, rất nhiều những điều thú vị. Và mình thấy là sống ngoài này thích nhất cái đó là cái không khí nó rất là trong lành, không khí trong lành mát mẻ. Lúc nắng thì kể cả mọi người chỉ cần tìm cái chỗ nào nó mát, mọi người ngồi là mát ngay, không như ở ngoài Hà Nội của mình, tức là nó hay phả cái hơi nóng. Ví dụ mình vào cái chỗ mát mình ngồi ấy, nó vẫn nóng, cảm giác nó vẫn nóng. Thế nhưng mà ở đây ấy là mình đang ở ngoài trời nắng nhá, mình chỉ cần tìm vào chỗ mát mình ngồi phát mát rượi. Thích nhất là kiểu đấy. Đây cho mọi người ngắm chút bình minh. Mọi người cùng ngắm bình minh với mình nhá. Đấy, ăn no rồi ngắm bình minh thôi. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, điện gió đây, anh em đang xây dựng đây. Đấy. Nhìn có cầu các kiểu đang cầu chưa? Ok. Ok, vậy nhá, anh em nhá. Mình bây giờ phải dừng video rồi. Vào thay quần áo rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video trên kênh YouTube của Điện Việt Nam. Nếu mọi người cảm thấy yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam nha. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người.